Gọi cho anh Duy đi. Anh này, anh Duy Tiền Giang à? Rồi, 09 89 374. Alo. Dạ vâng, em chào anh Duy nhé. Em giới thiệu với anh em là Quang Vinh, chủ nhà thuốc Nam Quang Vinh đây mà. Vâng, anh trước đây có dùng thuốc dạ dày của em ấy. Không biết là anh có rảnh không, cho em xin ít phút em trò chuyện, em hỏi thăm cái tình trạng bệnh của anh. Hôm qua có chị nằm mới thì không hỏi mà ta. À thế à, thì ra các bạn chăm sóc bệnh nhân của nhà em, các bạn ấy hỏi. Nhưng mà em muốn hỏi anh một chút, bởi vì em thấy các bạn ấy ghi chú vào đây là anh đã khỏi bệnh rồi. Thì em muốn hỏi là cái quá trình anh chữa bệnh nó như thế nào, và cái khỏi bệnh của anh ấy nó nhanh hay nó diễn biến như thế nào anh cứ... ba quan tuổi em à ba đấy đấy à, ông già mà ông bị hồi xưa là giống như là ông nhậu nhiều nhiều quá hay bị ói ấy đó lúc nhậu nhiều á vâng thì thành 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 cái bao tử nó bị giống như bị viêm á vâng đã từ rồi mấy tháng hồi hồi trước Tết á vâng có bị giống như bị nhập viện bao tử á thì xong rồi bắt đầu cái uống thuốc tây đồ cũng không hết nữa nó cầm lại nhưng mà thấy nóng mà nó không hết nữa thế ạ. rồi được cái anh kia em giới thiệu giống như là cái thuốc uống bên nhà mình đó À à, có chị đó uống nó tốt á vâng. thì ta giới thiệu thấy uống tốt thì mình cứ uống thử thôi uống thì nó chung là ông già ông chú nữa cái bên con anh cũng hay nhậu nhiều cũng uống uống hết Vâng. nữa thì cái bắt đầu cái uống là xong rồi mà thấy ông uống dụng nó là nó tốt lắm không có bị nóng như này nó ok lắm Vâng. mua nhiều á ở Vâng. nhà thuốc mình nó mua hồi bữa giờ cũng nhiều á Dạ vâng. hiện nay là đỡ thuyên giảm rồi Dạ nhưng vâng. mà như là vẫn còn thuốc uống nha nhìn vẫn uống nha Dạ vâng, cứ uống nhưng đi mà ông thôi. lại hết rồi nhưng mà uống với ông đó là nó vẫn dễ chịu hơn ăn uống nó cũng ngon miệng hơn lúc trước á Vâng, tốt nên rồi. còn ông cứ uống thôi mà làm cho ông giờ ông hấp mà ông không ông lại còn uống tiếp thôi Vâng. nghe hết thuốc vậy Em hiểu rồi. Tức là mới uống có 2 tháng thôi đúng không anh? hơn 2 tháng chứ À, vâng, tức là hơn mình hai nhập tháng rồi, em đúng hiểu rồi rồi. khoảng là Vâng, bác ấy bị đúng nhập rồi viện như thế thì tình trạng viêm loét là nó cũng nặng rồi đấy, rồi trào ngược. Ê, cố gắng uống thời gian dài cho nó ổn định hẳn anh nhé. ví dụ mà mình tập thuốc này ví dụ mà có giống như là có ai thì chắc gọi cho mình mua tiếp á À vâng, vì cứ còn thuốc mà vâng. Còn hết thuốc lại uống cho em, uống thêm vài tháng nữa thì nó cho nó ổn định hẳn thì được lâu hơn anh nhé. Chứ còn nhiều người nó đỡ, ví dụ như 70-80% thì mình dừng thuốc thì có thể là do sinh hoạt cuộc sống thì sau một ít thời gian có thể nó vẫn bị lại, thì do nó chưa khỏi hẳn đâu. Nên là mình uống thì mình cứ cố gắng, mình đã điều trị nó đã hợp thuốc thì mình uống cho nó khỏi dứt đi nhá, cố gắng vậy. Vâng, rồi cảm ơn anh, rồi anh dặn dò bác như vậy giúp cho em vậy, cảm ơn anh, chúc bác và anh chị luôn mạnh khỏe. Rồi cảm ơn Hết anh chuyện nhiều. một mình Dạ vâng, thì nếu mà có bệnh nhân ấy, có bệnh thì anh giúp nhà thuốc chúng em giới thiệu cho em nhé. Cảm ơn anh nhiều lắm. Vâng. thì cái này mình uống hết mà thấy ấy mình giới thiệu chứ Dạ ai cũng giúp cho người vâng. ta thôi chứ mình đâu có gì đâu giúp cho người bệnh á Cũng giúp người chứ bệnh mà mình cũng không giúp nhà thuốc. Thực ra thì chúng em thì cũng mong muốn là giúp đỡ được nhiều bệnh nhân hơn. Đó chứ là mình vừa làm thuốc mình vừa giúp người bệnh thì cuộc sống nó vậy. Thì cũng cần kêu gọi bệnh nhân, những người đã khỏi bệnh là những người rất thực tế và có cái uy tín, khi mình chữa rồi thì mình khỏi rồi thì mình giới thiệu người ta nó dễ hơn. Vâng. cảm ơn nhiều luôn Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều, chúc anh sức khỏe và hạnh phúc anh nhé. Cảm rồi ơn anh. Vâng. chúc nhà thuốc Rồi. mình may mắn Dạ vâng, em chào anh nhé. Rồi, cảm ơn anh ha Duy. Rồi ạ. Vâng.